Sumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài toán liên quan tới dãy số tri hồi nằm trong chương trình của lớp 11. Bài toán có nội dung như sau. Cho dãy số UN thỏa U1 bằng 2 và N nhân N bình phương trừ 1 nhân cho UN bằng U1 cộng 2 U2 cộng cho tới N trừ 1 UN trừ 1 với mọi N lớn bằng 2. Tìm số hạng tổng quát của dãy UN. Trước tiên để giải quyết bài toán này, các bạn hãy chú ý quan sát vào cái đẳng thức 1. Do đẳng thức này đúng với mọi n lớn bằng 2, vì vậy các bạn sẽ thấy là nó sẽ đúng với n trừ 1. Vì vậy mà những chỗ mà có giá trị n, chúng ta sẽ thay bằng n trừ 1. Khi đó chúng ta sẽ có một cái đẳng thức mới như sau. N trừ 1 tất cả nhân cho n trừ 1 bình phương trừ cho 1 nhân cho un trừ 1 thì sẽ bằng u1 cộng 2u2 cộng cho tới n trừ 2 nhân cho un trừ 2. Hay thế tương đương, ta sẽ có được là n trừ 1 nhân cho n bình trừ 2n, tất cả nhân cho un trừ 1, bằng là u1 cộng cho 2u2 cộng cho tới n trừ 2 nhân cho un trừ 2. Mình đánh dấu cái đẳng thức này là đẳng thức 2. Nếu bạn nào vẫn chưa hiểu chỗ này, thì các bạn hãy nghĩ thật đơn giản, đó là từ đẳng thức 1. Những chỗ mà n thì mình sẽ thay bằng n trừ 1 thôi, thì đẳng thức 1 nó vẫn đúng. Bởi vì đẳng thức 1 nó đúng với mọi n lớn bằng 2 mà các bạn. Do vậy mà khi các bạn thay n bởi n trừ 1 thì đẳng thức nó cũng sẽ không thay đổi. Do vậy mà chúng ta sẽ có được cái đẳng thức 2. Lúc này chúng ta sẽ lấy đẳng thức 1 trừ đẳng thức 2. Ở đây chúng ta sẽ chú ý vào cái vế phải của đẳng thức 1 và vế phải của đẳng thức 2. Thì vế phải của đẳng thức 1 nó sẽ chứa nguyên cái cụm của vế phải của đẳng thức 2. Đó chính là U1 cộng 2U2 cộng cho tới N-2 nhân UN-2. Do vậy mà khi các bạn lấy vế phải của đẳng thức 1 trừ cho vế phải của đẳng thức 2 thì chúng ta chỉ còn mỗi cái biểu thức, đó là N-1 tất cả nhân cho UN-1. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình lấy đẳng thức 1 trừ đẳng thức 2 nha các bạn. Lúc này vế trái của mình chính là N nhân N bình trừ 1 tất cả nhân với UN trừ cho n trừ 1 nhân cho n bình trừ 2n tất cả nhân un trừ 1 và bằng vế phải chính là n trừ 1 nhân cho un trừ 1. Lúc này chúng ta sẽ dễ dàng thấy được rằng n trừ 1 chính là nhân tử chung. Do vậy các bạn có thể chia hai vế cho n trừ 1 để chúng ta có thể rút gọn được cái đẳng thức này về một cái đẳng thức đơn giản hơn. Đó là n nhân n cộng 1 nhân cho un trừ cho n bình trừ 2n tất cả nhân cho un trừ 1 bằng là un trừ 1. Các bạn sẽ lấy cái trừ n bình trừ 2n nhân un trừ 1 ở vế bên trái ném qua vế bên phải. Đẳng thức lại tiếp tục tương đương. N nhân n cộng 1 nhân un bằng là n bình trừ 2n cộng 1 tất cả nhân cho un trừ 1. Hay thế tương đương là un chính là bằng là n trừ 1 bình phương trên cho là n cộng 1 nhân n nhân cho un trừ 1. Như vậy từ cái điều kiện cho ban đầu, chúng ta đã đưa về một cái biểu thức biểu diễn un theo un trừ 1, cụ thể là đẳng thức mà trên video các bạn thấy. Đến đây thì khá là dễ dàng rồi. Dựa trên cái đẳng thức này, chúng ta chỉ cần là thực hiện cái quá trình giảm cấp, tức là từ un trừ 1 các bạn lại tiếp tục phân tích về un trừ 2, từ UN-2 các bạn lại tiếp tục phân tích về UN-3. Cứ như vậy, chúng ta sẽ phân tích cho tới U2 và U1. Cụ thể thì dựa trên đẳng thức này, chúng ta sẽ có là UN-1 chính là bằng N-2 tất cả bình phương trên cho N nhân N-1 và nhân với UN-2. Tương tự như vậy, UN-2 thì lại bằng là N-3 tất cả bình phương trên cho N-1 nhân N-2 và nhân với UN-3. Và cứ như vậy cho tới U3 thì chính là bằng là 2 bình phương trên 4 nhân 3 và nhân với U2. Và U2 thì chính là bằng là 1 bình phương trên 3 nhân 2 và nhân với U1. Và chúng ta thay tất cả vào, chúng ta sẽ có được cái đẳng thức như trên video các bạn thấy. Và dựa trên cái đẳng thức này, các bạn dễ dàng rút gọn được những cái giá trị ở tử và mẫu. Chúng ta sẽ thấy là ở tử có n-1 bình phương thì ở mẫu cũng sẽ có n-1 bình phương. Và tương tự như vậy, các bạn cũng có thể rút gọn được n-2 bình phương, n-3 bình phương. Và chúng ta sẽ rút gọn được cho tới 3 bình phương. Lúc này, trên tử của mình chỉ còn là 4. Và dưới mẫu của mình sẽ còn là n cộng 1 nhân n bình phương.
Và như vậy chúng ta sẽ có được cái công thức tổng quát cuối cùng. Đó chính là UN bằng 4 trên N cộng 1 tất cả nhân N bình phương. Và chúng ta kết thúc cái bài toán này. Như vậy thì bài toán này cũng là một bài toán chỉ ở mức độ khá mà thôi. Và cái dạng bài toán này cũng khá là quen thuộc đối với những bạn mà đang luyện thi học sinh giỏi. Rồi, trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vào dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời, nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.